Thơ như bài hát ru, ngây ngất đầu giường thơ bé, như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công. Tôi yêu thơ và thơ hiển hiện, thơ đã sinh ra, tình yêu cũng đến cùng. Khi còn nhỏ, thơ giống như bà mẹ, tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu. Chăm sóc tuổi già, thơ sẽ làm con gái, lúc từ giã cõi đời, kỷ niệm hóa thơ lưu, thơ ca Rasul Gamzatov. Ra đời từ những buồn vui của loài người, vượt qua không gian và thời gian, thơ ca vẫn trở thành tri âm, tri kỷ của nhân loại, sẻ chia niềm vui, sớt chia nỗi buồn, là nhịp cầu nối trái tim với trái tim, linh hồn với linh hồn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về những đặc trưng cơ bản về thơ các em nhé. Bài học hôm nay của mình có tên là Các đặc trưng của thơ. Trước khi vào những nội dung chính của bài học ngày hôm nay thì thầy và các em cùng nhau thực hiện một hoạt động khởi động có tên là Thơ ca trong tôi là. Với hoạt động này, mình sẽ làm 3 bước. Bước thứ nhất, em hãy thử nhắm mắt lại và nhớ lại một số bài thơ mà em tâm đắc nhất. Em có thể đọc những bài thơ đó, đọc nhẩm lại trong đầu. Bước 2, em bắt đầu dùng một hình ảnh để định nghĩa thơ ca theo cách của em. Nếu phải dùng một hình ảnh để định nghĩa thơ ca theo cách của mình, thì em sẽ chọn hình ảnh nào? Bây giờ sẽ ghi nhanh vào cái định nghĩa và hình ảnh ấy vào trong giấy. Và bước 3, nếu như em đang có các bạn học nhóm cùng với em thì em có thể chia sẻ trao đổi cái ý kiến của mình với các bạn. Để thực hiện hoạt động này thì em có thể bấm pause clip và mình thực hiện trong khoảng 5 tới 10 phút. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu quay trở lại những nội dung chính của clip ngày hôm nay nha các em. Vậy thì thơ ca trong tôi là. Có người cho rằng thơ ca chính là lửa cháy. Có người lại gọi tên thơ ca là bão giông. Có người xem thơ ca là mây trời lãng đãng. Với một số người, thơ ca lại chính là một mái nhà trong tim. Có những người cho rằng thơ ca chính là một khúc hát ru. Nhưng cũng có người cho rằng thơ ca chính là thức tỉnh. Có quá nhiều định nghĩa về thơ ca, phải không các em? Và mỗi cái suy nghĩ của các em chia sẻ lúc nãy về thơ ca cũng góp thêm những cái quan niệm, những định nghĩa về thơ ca. Vậy thì bài học ngày hôm nay của mình sẽ xoay quanh 4 câu hỏi lớn. 1. Thơ là gì? 2. Thế nào là chất thơ? 3. Đặc trưng của thơ? Và 4. Đọc thơ như thế nào? Trong đó cái câu hỏi đặc trưng của thơ chính là cái phần quan trọng nhất mà mình sẽ làm việc với nhau trong clip này. Để trả lời những câu hỏi trên thì trước hết chắc chúng ta cùng quay trở về tìm hiểu nguồn gốc của thơ ca. Vậy thì thơ ca bắt nguồn từ đâu? Có rất là nhiều ý kiến về cái nguồn gốc của thơ ca. Platon, nhà triết học thời cổ đại thì cho rằng là thơ là ngọn lửa thần. Ở đây thì thầy cắt một đoạn trong bức tranh trường học Athens. Các em sẽ thấy là ở giữa bức tranh trường học Athens này có hai cái nhà hiền triết, có hai học giả đang tranh luận với nhau. Một người đang cầm cuốn sách và chỉ tay xuống đất, người đó chính là Aristotle. Và tại sao ông lại chỉ tay xuống đất? Bởi vì đối với ông thì mọi cái nguyên nhân của thế gian này đều phải được tìm ở trong hiện thực cuộc sống, chính cái trần thế này. Nhưng mà bên cạnh một cái người già hơn, râu tóc bạc phơ thì lại chỉ tay lên trời. Ông này chính là Platon. Ông Platon này thì quan điểm của ông duy tâm và cho rằng tất cả mọi thứ đều là do thần linh, do thượng đế tạo ra. Và chính vì vậy cho nên là ông quan niệm là thơ là ngọn lửa thần, thơ là sản phẩm của thần linh. Thần thoại Nhật Bản dường như cũng chia sẻ quan điểm này. Bài thơ đầu tiên theo niềm tin của người Nhật chính là do thần sấm sét Susanoo sáng tạo ra để tặng cho vợ mình, chính là công chúa Kushinada, vợ của thần sấm sét thì sống ở trên lâu đài mây. Nhà phê bình Hoài Thanh thì kể một câu chuyện khác về sự ra đời của thơ ca. Người ta kể chuyện đời xưa, một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên chân mình. Thi sĩ thương hại quá, khóc nức lên, quả tim cùng hòa một nhịp với sự run rẩy của con chim sắp chết. Tiếng khóc ấy, dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca. Đây là một câu chuyện rất là ý nghĩa và cảm động về nguồn gốc của thi ca, nhưng dường như nó khá là mơ hồ và làm sao mình xác thực được rằng là đã từng có một người khóc như thế. Thì mình chỉ hiểu câu chuyện này theo nghĩa tượng trưng, tức là thơ ca bắt nguồn từ nỗi đau và giọt nước mắt, sự cảm thương chính từ cái giọt nước mắt đó mà thơ ca ra đời, đó là nguồn gốc của thơ ca. Nó muốn nói tới chuyện đặc trưng của thơ ca nhiều hơn là một cái sự lý giải về mặt khoa học nguồn gốc của thơ ca. Nếu như theo quan điểm của Mikhail Bakhtin thì khả dĩ nó sẽ dễ dàng hơn. Mikhail Bakhtin quan niệm là nhân vật chính yếu của lịch sử văn học là thể loại.
Lịch sử văn học là lịch sử đấu tranh giữa các thể loại, chứ không phải là lịch sử trào lưu và các trường phái. Hiểu một cách đơn giản thì có nghĩa là văn học sử chính là sự vận động từ thể loại văn học này sang thể loại văn học khác. Trên cùng một lát cắt lịch sử thì sẽ có nhiều thể loại cùng tồn tại, nhưng nó sẽ có một thể loại là chủ soái, một thể loại là dòng chính của cái thời kỳ văn học đó, và cứ tiếp nối như thế. Vậy thì theo quan niệm này của Bác Tin thì thể loại xa xưa nhất chính là thơ ca, và thể loại trẻ nhất vẫn còn chưa hoàn tất, vẫn còn đang phát triển, vẫn còn đang tiếp diễn, đó là tiểu thuyết. Vậy thì cái nhận định này giúp chúng ta hình dung phần nào về nguồn gốc của thơ ca. Thơ ca chính là thể loại văn học xa xưa nhất của con người. Mình có thể nhìn thấy rất là nhiều dấu hiệu về khảo cổ để cho thấy được là sự ra đời của thơ ca. Thơ ca nó bắt nguồn từ những cái nghi thức xa xưa của con người thời tiền sử, thời cổ đại, và nó gắn liền với ca hát, nó gắn liền với các nghi thức thờ phụng thần linh. Ở đây mình có thể thấy là những cái bức tranh lưu lại được ở trên các cái di chỉ khảo cổ cũng như là các cái cổ vật, và giúp cho mình hình dung được về nguồn gốc của thơ ca chính là như thế. Như vậy thì đến đây mình mặc dù là có rất nhiều các cái quan niệm, các cái khái niệm khác nhau về thơ ca, nhưng tạm thời mình sẽ chấp nhận một cái khái niệm rất cơ bản. Thơ là gì? Thơ là một thể loại văn học thuộc phương thức trữ tình, và đương nhiên như thế thì nội dung của nó sẽ là bộc lộ cảm xúc, và đặc trưng về ngôn ngữ của thơ thì nó phải là ngắn gọn, hàm xúc và giàu nhạc tính. Bây giờ mình cùng đến với phần 2, đó là đặc trưng của thơ. Nội dung của thơ ca bắt nguồn từ đâu, do đâu mà có thể sáng tác thành thơ? Với câu hỏi này thì chúng ta có thể bắt nguồn từ chính thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh, một thời đại trong thi ca. Ông viết là: từ bao giờ đến bây giờ, từ Homer đến kinh thi đến ca dao Việt Nam, thơ vẫn là một sức đồng cảm mãnh liệt và quảng đại. Nó đã ra đời từ những vui buồn của loài người, và nó sẽ kết bạn với loài người cho đến ngày tận thế. Cái nhận định này nó rất là rõ. Thơ ca bắt nguồn từ chính những cảm xúc của con người. Các em có thể chốt lại một số từ khóa như thế này cho thầy: thơ ca bắt nguồn từ chính những cảm xúc của con người, và cảm xúc ở trong thơ nó gắn với bốn từ khóa như sau: thứ nhất là hiện thực, thứ hai là mãnh liệt, thứ ba là khái quát hóa, và thứ tư là siêu thăng. Từ khóa thứ nhất, hiện thực. Thơ ca bắt nguồn từ chính hiện thực cuộc sống. Thơ ca bật ra khi mà cuộc sống trong tim ta đã tràn đầy, khi mà người nghệ sĩ đắm mình vào cuộc sống, trải nghiệm cuộc sống để những cái cảm xúc, những cái đóa hoa thơ từ đó vươn mình lên. Thứ hai, từ khóa mãnh liệt. Cảm xúc trong thơ phải là cảm xúc mãnh liệt. Nhưng mà mình hiểu rằng cảm xúc mãnh liệt này không phải chỉ đơn giản là sự gầm gào bên ngoài, không phải là gào thét, gào rú, đau buồn khóc lóc thì là mãnh liệt. Không phải, mà ngay cả trong những bài thơ thiền, trong sự tĩnh lặng nhất thì cảm xúc của nó vẫn là mãnh liệt. Cái mãnh liệt ở đây không chỉ nói không nói về cường độ, mà nói về độ kết tinh của cảm xúc. Khi mà cảm xúc kết đọng đủ và đầy thì thơ ca sẽ ra đời. Từ khóa thứ ba là từ khóa siêu thăng. Siêu thăng tức là gì? Là thơ phải được vươn lên trên những cái tầm thường. Nó phải được soi chiếu dưới lý tưởng của thời đại, và nó phải được nhìn qua cái lăng kính của tư tưởng, nó phải được dẫn dắt bởi một tư tưởng. Có như vậy thì cảm xúc trong thơ mới có tính định hướng, nó mới không phải là cỏ mọc hoang, mà nó mang tới những giá trị thiết thực cho người đọc. Và cuối cùng là từ khóa khái quát hóa. Khái quát hóa tức là gì nhỉ? Một bài thơ ban đầu sáng tác là câu chuyện của một cá nhân, xúc cảm của một cá nhân, của một trái tim, một cá thể. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đấy thì bài thơ sẽ chết. Bài thơ phải khái quát hóa, nối trái tim với trái tim, nối tâm hồn với tâm hồn, để thơ là chuyện đồng điệu. Có nghĩa là ai đọc bài thơ vào cũng sẽ nhìn thấy mình trong đó. Trước nỗi đau của một ai đó thì ta nhìn thấy nỗi đau của chính ta. Ta có thể dùng hồn tôi để hiểu hồn người, lấy hồn tôi mà chiêu hồn người. Giá trị, cái sức mạnh của thơ ca để làm nên tiếng nói tri âm chính là ở chỗ đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ ứng dụng bốn từ khóa này vào đọc trong những bài thơ haiku rất nổi tiếng của Ba Sô: lệ chào nóng hổi tan trên tay tóc mẹ làn sương thu. Vậy thì bốn từ khóa này ứng dụng như thế nào? Thứ nhất là hiện thực, mình sẽ biết rằng là bài thơ này nó được ra đời trong một cái sự việc có thật cho cuộc đời Ba Sô, đó là sau những cái năm tháng dài ông Ba Sô đi khắp nơi, thì khi ông trở về
trở về quê hương của ông. Rất nhiều năm sau, rất nhiều năm thì ông đã nghe tin mẹ mất, và lúc này thì cái di sản để lại chỉ là một chiếc hộp gỗ và bên trong là một nắm tóc bạc phơ của người mẹ. Chính trong cái hoàn cảnh hiện thực đó thì cái nỗi đau dâng trào và bài thơ ra đời. Lệ trào nóng hổi, tan trên tay, tóc mẹ, làn sương thu. Vậy thì từ khóa mãnh liệt thể hiện trong ba câu thơ hay cư này như thế nào? Khi đọc vào rõ ràng mình không thấy được là nó gào thét hay là nó ầm ào bên ngoài. Nhưng mình vẫn cảm thấy chịu nặng một nỗi đau. Đúng không các em? Và ở đây cái nỗi đau đó được thể hiện qua hình ảnh làn sương thu. Đây là một hình ảnh tiếp nối trường liên tưởng. Làn sương thu là gì? Làn sương thu có thể là mái tóc bạc phơ của người mẹ. Làn sương thu có thể là làn sương nước mắt đau đớn của người con khi hay tin mẹ mất. Hay là làn sương thu cũng có thể chính là làn sương cuộc đời, mong manh hư ảo, tồn tại đấy rồi mất đi đấy, sống đấy rồi chết đấy. Ba tầng nghĩa này nối tiếp nhau khiến người ta nhận ra được cái mãnh liệt trong cảm xúc ở chỗ là cái nỗi đau mất mát và cái cảm giác bâng khuâng trước cái hư vô của cuộc đời. Như vậy thì em nhận ra được là ngay lập tức từ khóa siêu thăng cũng xuất hiện ở trong phần chúng ta vừa nói. Cái cảm xúc, một cái nỗi đau cá nhân bây giờ nó đã được thể hiện thành là một nỗi đau của nhân loại. Nó thể hiện những cái suy ngẫm ngàn đời, những cái suy nghiệm ngàn đời của con người về lẽ sống và lẽ chết. Và nó thể hiện những cái chủ đề rất là sâu sắc có tính nhân loại, ví dụ như là tình mẫu tử. Và từ khóa cuối cùng là khái quát hóa thì đương nhiên các em thấy rằng là mặc dù đó là nỗi đau riêng của Ba Sô, nhưng những ai có mẹ và những ai đã mất mẹ thì họ đều cảm thấy đồng cảm sâu sắc với bài thơ này. Họ nhận ra được tình mẫu tử mãnh liệt ở trong trái tim của họ cũng cùng nhịp đập với Ba Sô. Họ cũng nhận ra nỗi đau của họ trong nỗi đau của Ba Sô, hoặc là họ nhận ra rằng họ sợ một ngày nào đó họ cũng sẽ rơi vào nỗi đau như thế. Đó là sự khái quát từ một nỗi đau trở thành nhiều nỗi đau, và cuối cùng thì tất cả nhận ra được tiếng nói tri âm của người sáng tác và người đọc. Như vậy thì các em nắm được bốn từ khóa đấy, và bây giờ thì chúng ta thử ứng dụng bốn từ khóa đấy vào một bài thơ. Thầy rất là thích bài thơ này. Bây giờ mình sẽ đọc bài thơ có tên là Nhưng Anh Lại Không của tác giả Mary Glass. Anh còn nhớ cái ngày em mượn chiếc xe mới tinh của anh rồi làm mốp xe không? Em tưởng anh sẽ giết em mất, nhưng anh lại không. Và anh có nhớ cái lần em lôi anh đi biển chơi và anh bảo trời sắp mưa đó, rồi trời mưa thật không? Em tưởng anh sẽ nói, anh đã bảo rồi mà, nhưng anh lại không. Anh còn nhớ cái lần em thả thính với tất cả mấy ông khác để làm anh ghen, rồi anh ghen thật không? Em tưởng anh sẽ bỏ đi, nhưng anh lại không. Anh có nhớ cái lần em làm đổ bánh nhân dâu tây lên hết thảm xe của anh không? Em tưởng anh sẽ đánh em, nhưng anh lại không. Và anh có nhớ cái lần em quên nói rằng mình sắp dự tiệc khiêu vũ, rồi anh chỉ mặc đồ thường tới không? Em tưởng anh sẽ bỏ em, nhưng anh lại không. Phải, có rất nhiều điều anh không làm, nhưng anh chịu đựng em, và thương em, và bảo bọc em. Có thật nhiều điều em muốn bù đắp cho anh khi anh bay về từ Việt Nam. Nhưng anh lại không. Nguồn gốc của bài thơ là một gia đình Mỹ bình thường, mẹ và con gái ở với nhau. Ba được lệnh đi lính và phải đến chiến tranh ở Việt Nam khi con gái mới 4 tuổi, không may ba mất. Mẹ không tái hôn và ở vậy cho đến khi mẹ mất năm 80 tuổi. Con gái tìm được một lá thư trong đống đồ mẹ để lại, trong đó có một bài thơ tên là Nhưng Anh Lại Không, tranh của tác giả Phong Vũ nha các em. Và như vậy thì ở đây các em có thể pause clip này lại và thử một lần nữa ứng dụng bốn từ khóa về đặc trưng cảm xúc của thơ, đó là hiện thực, siêu thăng, mãnh liệt và khái quát hóa, để chỉ ra những đặc điểm đó trong bài thơ vừa rồi được không? Đặc trưng thứ hai của thơ chính là những khoảng lặng. Đặc trưng này thì được thể hiện rất là rõ ở trong nhận định của Nguyễn Tuân. Thơ là mở ra được một cái gì mà trước câu thơ đó, trước nhà thơ đó vẫn như là bị phong kín. Đọc thơ là đọc khoảng trắng, là đọc khoảng trắng giữa hai dòng chữ. Thơ giống như một tảng băng trôi vậy, và cái phải đọc là cái tầng hàm nghĩa sâu xa của thơ. Vậy thì ở đây mình có thể lấy một ví dụ, đây là bài Mùa Hoa Đỏ của nhà thơ Thanh Tùng, bài thầy rất là thích. Mình có thể đọc:
Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi, cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi, như máu ứa một thời trai trẻ. Hoa như mưa rơi rơi, như tháng ngày xưa ta dại khờ, ta nhìn sâu vào trong mắt nhau mà thấy lòng đau xót. Trong câu thơ của em, anh không có mặt. Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết. Anh đâu buồn mà chỉ tiếc, em không đi hết những ngày đắm say. Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ, không cho ai có thể lạnh tanh. Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ như vết xước của trái tim. Sau bài hát rồi em lặng im, cái lặng im rực màu hoa đỏ. Anh biết mình vô nghĩa đi bên em. Sau bài hát rồi em như thể em của thời hoa đỏ ngày xưa. Sau bài hát rồi anh cũng thế, anh của thời trai trẻ ngày xưa. Thanh Tùng. Bài thơ này á, nếu mà mình đọc thoáng qua thì mình rất là dễ nhận ra cái chủ đề của bài thơ là sự tan tác, sự chia ly, một cái mối tình tuổi trẻ tan vỡ. Khi mà lần đầu tiên thầy đọc bài này thì thầy cảm thấy là khá đồng cảm, vì thầy nghĩ rằng nó là mối tình học trò, một cái mối tình thời trẻ, thời thanh xuân nhưng nó đã tan vỡ. Và chính vì thế cái sắc đỏ của hoa như một cái vệt đỏ, như một vết xước của trái tim. Nhưng mà sau này khi mà thầy tìm hiểu sâu hơn về nhà thơ Thanh Tùng thì biết rằng là hoàn cảnh ra đời bài thơ nó rất là đặc biệt. Đó là cái người vợ trước của nhà thơ á, khi đó thì bà đã mất vì bệnh tim, và nhà thơ Thanh Tùng ông đã tới viếng, tới gặp vợ cũ lần cuối cùng, và sau đó thì ông quay trở về. Khi ông quay trở về thì ông đi qua cái con đường hoa phượng đỏ và cảm thấy trống vắng và đau đớn, và bài thơ này ra đời trong hoàn cảnh như thế. Thì khi mà thầy đặt hoàn cảnh đó và đọc lại bài thơ này thì mình thấy những câu thơ như là hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ, không cho ai có thể lạnh tanh. Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ như vết xước của trái tim. Sau bài hát rồi em lặng im, cái lặng im rực màu hoa đỏ. Anh biết mình vô nghĩa đi bên em. Sau bài hát rồi em như thể em của thời hoa đỏ ngày xưa. Sau bài hát rồi anh cũng thế, anh của thời trai trẻ ngày xưa. Thầy cảm giác giống như là ở trên cái con đường hoa phượng đỏ, hoa rơi rơi, hoa bay bay như thế, thì có một cuộc gặp tâm tưởng giữa hai người, và có một bài hát đã vang lên, để rồi khi mà tất cả những cái màn đỏ của hoa nó rơi hết và bài hát lặng đi, thì cả chàng trai và cả cô gái nhận ra mình đã sống trong cái ký ức đó, mình đã sống trong tuổi trẻ một lần nữa trở lại. Em của thời hoa đỏ ngày xưa, anh của thời trai trẻ ngày xưa, và họ cứ thế đứng nhìn nhau. Bài thơ kết thúc trong một khoảng lặng như vậy, giữa một cái cuộc gặp gỡ trong tâm tưởng, giữa một cặp gỡ như là chưa từng có cuộc chia ly, như là chưa từng có một cuộc chia cách nào. Thì đó là một cái cách đọc để thấy được là trên bề mặt thơ nó có thể nói một điều, nhưng ở dưới bài thơ nó có thể nói những điều khác. Và khi ta tìm hiểu các cái chìa khóa mà ta đọc đi đọc lại thì ta vẫn có thể đào thêm được những cái tầng nghĩa. Bởi vậy cho nên là tác phẩm thơ mà đặc sắc là một tác phẩm không bao giờ chạm đáy. Mình sẽ có thể đọc đi đọc lại để tiếp tục cảm nhận và tìm hiểu thêm những cái tầng nghĩa khác. Như vậy thì về đặc trưng của nội dung thì thầy có một cái sơ đồ tóm tắt như thế này để các em dễ hình dung. Về đặc trưng của nội dung của thơ thì mình chú ý hai từ khóa là cảm xúc và khoảng lặng. Cảm xúc để trái tim rung 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 thì mình thấy là cảm xúc nó phải mãnh liệt nó, và cái cảm xúc này nó gắn với bốn từ khóa là hiện thực, mãnh liệt, siêu thăng và khái quát hóa. Bên cạnh đó thì đặc trưng thứ hai về nội dung là khoảng lặng, thơ là ý tại ngôn ngoại, và thầy để hình ảnh là tảng băng trôi để các em nhớ điều này. Hãy chú ý tới những gì không nói, bởi vì nó nói rất nhiều. Về đặc trưng hình thức của thơ thì bây giờ thầy sẽ cho các em nghe một đoạn nhạc, sau đó thì mình sẽ đọc một đoạn thơ và xem một số bức tranh để xem là những cái dữ kiện này nó cho mình biết điều gì về đặc trưng của thơ nha các em. Còn em mùi hoa xưa,
rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm. Ta còn em cây bàng mù côi mùa đông, ta còn em nóc phố mù côi mùa đông, mảnh trăng mù côi mùa đông. Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều phai tóc em bay chợt nhòa chợt hiện. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Ta còn em hàng phố cũ rêu phong, và từng mái ngói xô nghiêng nào nào kỷ niệm. Chiều Hồ Tây sao hoài con sóng, chợt hoàng hôn về từ bao giờ. Vừa rồi là đoạn nhạc, bây giờ đến bài thơ. Bài thơ có tên là Hà Nội Phố của nhà thơ Phan Vũ. Ta còn em chấm lửa, điếu thuốc cuối cùng, sập xòe kỷ niệm. Một con đường, một ngôi nhà, khuôn mặt ai dừng trong khung cửa. Những phong thư bỏ quên trong hộp tủ, không tên người, không tên phố, người gửi không tên. Ta còn em cứ vang động lặng im, âm âm tiếng gọi trong lòng phố. Và bên cạnh là tranh của phố phái, tranh phố phái, tranh về phố của Hà Nội. Như vậy thì chúng ta vừa nghe một đoạn nhạc có tên là Em ơi Hà Nội Phố. Mình vừa đọc một đoạn thơ có tên là Hà Nội Phố của Phan Vũ. Và mình xem cái bức tranh về Hà Nội. Vậy thì ở đây, đến đây thầy muốn các em trả lời câu hỏi là thơ, nhạc và họa có liên quan gì với nhau hay không? Em có thể ghi nhanh những cái suy nghĩ của mình về câu hỏi này và trao đổi với các bạn, và em có thể bấm pause clip này để thực hiện hoạt động trao đổi trong khoảng 5 đến 10 phút. Câu hỏi là thơ, nhạc và họa chúng có liên quan đến nhau không? Thì chắc là đến giờ phút này các em cũng nhận ra là thơ là nhạc và họa là chạm khắc theo một cách riêng. Vậy thì vì sao lại như vậy? Vì sao chúng lại liên quan đến nhau? Thì ở đây mình sẽ chú ý thơ chính là một thể loại của văn học mà mình đã biết là cái chất liệu của văn học chính là ngôn từ. Ngôn từ thì nó có tính chất phi vật thể của hình tượng văn học, có nghĩa là khi mình đọc vào ngôn từ ấy thì nó phải tồn tại trong trí tưởng tượng của mình. Khi người ta đọc một đoạn thơ thì trong cái ngôn từ đó sẽ gợi ra trong tâm trí người ta vô vàn màu sắc, đường nét, như thể là họa một bức tranh trong tâm trí của họ vậy. Và vì thế cho nên là thơ là họa. Người xưa mới nói là thi chung hữu họa, chính là như vậy. Còn tính nhạc thì sao? Thì cũng là do chất liệu ngôn từ thôi. Ngoài việc là nghĩa thì ngôn từ còn có một cái vỏ là vỏ ngữ âm, tức là mình đang phát âm ra đây này. Thì khi mà điều hòa phối những cái yếu tố thuộc vỏ ngữ âm một cách hài hòa thì câu thơ đọc lên du dương như những bản nhạc. Những yếu tố đó có thể là phối thanh, có thể là hiệp vần, có thể là nhịp điệu, và tất cả những điều đó nó khiến mình đọc câu thơ lên, câu thơ như là có chất nhạc, và câu thơ do đó cũng có thể phổ nhạc được. Ví dụ như lúc nãy bài Em ơi Hà Nội Phố chính là phổ nhạc từ bài Hà Nội Phố của Phan Vũ. Mình có thể kể tới ví dụ như là nhà thơ Quang Dũng, thì Xuân Diệu nhận xét là khi mà đọc thơ Quang Dũng thì như là ngậm nhạc trong miệng. Mình thấy rất rõ điều này ở bài thơ Tây Tiến. Ngàn thước nên leo ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Em thấy rất là rõ câu trên, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhiều thanh chắc. Và mình thấy là ngàn thước lên cao, ngắt nhịp, ngàn thước xuống, cái nhịp ở ngay vị trí đó của câu thơ, nó chẻ đôi câu thơ. Ngàn thước lên cao, ca lên cao vút, ngàn thước xuống, đổ xuống rất nhanh. Mình thấy được cái sự chập trùng của núi. Nhưng ngay sau đó, khi lên tới đỉnh núi rồi thì sao? Nhà ai pha luông mưa xa khơi,
toàn những thanh bằng. Nó gợi tới một cái nhìn ra xa, thấy một màn mưa sang ngái, thấy những ngôi nhà bình yên và cái nhìn dịu lại. Rõ ràng mình thấy là các em, như vậy thì mặc dù thơ và nhạc và họa có liên quan đến nhau, nhưng mà thơ vẫn là thơ, thơ không phải là nhạc, thơ không phải là họa. Và cái chất thơ, chất họa, chất nhạc trong thơ, nó phải phục vụ cho thơ, có nghĩa là nó phải biểu thị được ý nghĩa của thơ. Từ những cái gam màu đó, từ những cái đường nét đó thì chúng ta phải thấy được điều gì, nội dung gì đang truyền tải ở đây. Từ những cung nhạc đó, từ những cái nhịp điệu đó thì ta thấy được điều gì. Đây là một điều mình cần chú ý khi phân tích tính nhạc và tính họa trong thơ. Nhiều bạn á, thì thầy quan sát thấy là mình phân tích các biểu hiện, ví dụ tính họa chỉ ra màu sắc đường nét, xong mình quên luôn. Hay là tính nhạc mình chỉ ra thanh âm, phối thanh, hiệp vần, v.v. xong mình quên luôn. Mình chỉ dừng lại ở đó. Thì dừng lại ở đó là không đủ nha các em. Mà các em phải nói thêm được là từ cái chất họa, từ chất nhạc đó thì đoạn thơ muốn thể hiện điều gì, muốn gửi tới thông điệp gì, muốn tác động điều gì đến chúng ta. Ở đây thì mình có thể trích lại câu nói của Sóng Hồng: thơ là nhạc, là họa, là chạm khắc theo một cách riêng. Mình đưa chú ý nha, theo một cách riêng, bởi vì phải khẳng định rằng thơ vẫn là thơ và nó có giá trị riêng của nó nữa. Như vậy thì đến đây mình sẽ có một sơ đồ tóm tắt cho các em. Đặc trưng về nghệ thuật của thơ thì bao gồm có tính nhạc và tính họa. Ngoài ra thì thầy sẽ nói thêm một chút về ngôn từ của thơ. Ngôn từ của thơ thì sẽ gắn với bốn từ khóa là chính xác, hàm xúc, biểu cảm và hình tượng. Thật sự ra thì khi mà mình học về ngôn từ của văn học với ngôn từ của văn học thì mình đã nắm những cái từ này rồi, nhưng ở thơ ca thì nó biểu hiện đậm nét hơn, nhất là tính hàm xúc và tính biểu cảm. Tính chính xác là gì? Tính chính xác tức là hình dung rằng việc sáng tác văn chương như chơi cờ vậy, chữ nào phải đặt đúng vị trí ở chữ đó và phải hiện đúng những gì mà người viết cần nói. Tính hàm xúc là gì? Là nói ít nhưng cái nội dung truyền tải được nhiều. Làm sao cho một dung lượng giới hạn có thể mở ra những cái tầng nghĩa mà sâu rộng. Tính biểu cảm là ngôn ngữ phải gợi cảm xúc. Tính hình tượng tức là ngôn ngữ thơ phải gợi ra được những cái hình tượng văn học trong tâm trí người đọc. Ví dụ như là hình tượng hoa ti gôn giống như là một trái tim ứa máu trong bài Hai sắc hoa ti gôn của nhà thơ TTKH vậy. Như vậy thì đến đây chắc các em cũng đã nắm được những cái câu hỏi quan trọng như là thơ là gì, chất thơ, đặc trưng của thơ và đọc thơ như thế nào. Thì ở đây mình chỉ còn hai câu hỏi là chất thơ là gì và đọc thơ như thế nào là chưa trả lời thôi. Thầy sẽ gợi cho các em một số cái ý tưởng để mình có thể trả lời được câu hỏi này. Chất thơ là gì? Thường mình sẽ nghe cụm từ chất thơ khi mình đọc truyện. Ví dụ hai đứa trẻ là một truyện ngắn đầy chất thơ. Ví dụ như thế. Thì chất thơ ở đây muốn nói tới chuyện là sự tương tác thể loại. Mình có ba thể loại chính là thơ, truyện và kịch. Thì đôi khi những cái thể loại này nó sẽ mở rộng lằn ranh của nó ra và nó thâm nhập vào thể loại khác. Như vậy khi nói là hai đứa trẻ là một truyện ngắn đầy chất thơ thì có nghĩa là trong truyện ngắn đó em sẽ thấy được những đặc điểm của thơ trong đó. Ví dụ, nó sẽ là một bức tranh trữ tình đượm buồn, nó sẽ có chất họa rất là rõ, nó sẽ có những cái câu văn du dương đầy tính nhạc, nó sẽ có những cái khoảng lặng gợi đầy cái tầng hàm nghĩa. Thì mình đi vào những cái đặc trưng đó của thơ thì rất rõ trong một truyện ngắn, thì đó là truyện ngắn đầu chất thơ. Câu hỏi cuối cùng, đọc thơ như thế nào? Thì suốt từ nãy đến giờ Ken cũng thấy là mình đọc rất là nhiều đoạn thơ và mình làm nhiều thao tác để mình cắt nghĩa của cái đoạn thơ ấy. Thì thật ra là không có một câu trả lời chung cho câu hỏi này đâu. Nhưng mà mình có một số cách đọc thơ rất tiêu biểu. Ví dụ khi em đọc thơ haiku thì em phải dựa vào những cái cảm thức thẩm mỹ của người Nhật để em đọc, đặt cái bài thơ đấy vào trong cái vùng văn hóa của nó thì em mới có thể cắt nghĩa được đúng với tinh thần của bài thơ. Một số cảm thức thẩm mỹ ví dụ như là aware, wabi sabi vân vân. Một số người thì họ đọc thơ theo kiểu là trực cảm đốn ngộ, có nghĩa là họ không cắt nghĩa gì cả, họ chỉ đọc lên thôi. Và nếu như họ ngộ thì họ biết và họ cũng không nói gì nhiều về bài thơ ấy. Nhưng mà cái cách mà mình vẫn học từ trước tới nay trong chương trình đó là đọc thơ theo đặc trưng loại thể. Thì mình thường là mình sẽ đọc theo cách là bổ ngang, tức là mình sẽ đọc câu thơ từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, và mình xác định các cái mã ngôn ngữ, tức là mình xác định những cái từ ngữ đặc sắc, mình xác định những cái biện pháp kỹ thuật đặc sắc, và khi mình kết hợp những cái chấm sáng nhỏ ấy lại thì mình sẽ hình dung được về đặc trưng của bài thơ. Nó giống như là khi mà em ngắm những cái chòm sao trên bầu trời vậy,
mỗi một cái nét đặc sắc nghệ thuật, mỗi một cái câu thơ cụm từ mà em xác định được nó như một ngôi sao vậy. Nhưng mà khi em nối kết chúng thì giống như những chòm sao trên bầu trời, nó sẽ có rất là nhiều hình dạng khác nhau và mỗi người khác nhau sẽ có những cách đối kết khác nhau. Thì đó là một cách đọc, và cách đọc này sở dĩ mà nó phổ biến là tại vì nó dễ và nó bám với đặc trưng thể loại và nó rất là dễ thao tác, bởi vì nó bám vào văn bản, mình nắm các cái kinh nghiệm đọc thơ trên đặc trưng thể loại, mình nắm các biện pháp nghệ thuật của nó vân vân, thì mình sẽ có thể giải mã được một cách cơ bản. Sau đó thì mình có thể đọc thêm những cái thông tin bên ngoài, mình nghiên cứu thêm về thơ và mình đào sâu thêm, thì những cái tầng nghĩa khác nó cũng sẽ xuất hiện. Như vậy là bốn câu hỏi: thơ là gì, chất thơ, đặc trưng của thơ, đọc thơ như thế nào. Đến phút này chắc các em đã trả lời được rồi đúng không? Để kết thúc bài học ngày hôm nay của chúng ta thì thầy kể cho các em nghe một câu chuyện. Đó là câu chuyện xảy ra năm 1928 ở trại trẻ dành cho các em chậm phát triển tại Liên Xô. Ở đây, thầy cô giáo cố gắng giải thích cho em Kostya Baranikov khái niệm về thế nào là luôn luôn. Nhưng mà rất là khó khăn, cậu bé này mãi không hiểu được. Thế nên là các cô giáo đề nghị là em hãy viết ví dụ lên bảng. Và cậu bé viết ví dụ rất là ngẫu nhiên, thì nó thành bốn câu thơ. Hãy để luôn luôn có mặt trời, hãy để luôn luôn có bầu trời, hãy để luôn luôn có mẹ, hãy để mãi mãi có tôi. Em thấy rất là rõ ràng tại sao lại kể câu chuyện này, bởi vì nó rất là thú vị đối với thầy, tại vì nó cho mình thấy là thơ ca chính là đời sống này, nó chính là cảm xúc của mỗi chúng ta, nó chính là trái tim đập từng nhịp mỗi ngày của mỗi chúng ta. Một em bé chậm phát triển rất khó khăn khi mà gặp khái niệm là mãi mãi, thì rõ ràng em bé ấy có thể là chẳng phải là một thiên tài gì cả, nhưng mà từ một cậu bé thơ ca vẫn cất lời. Vậy thì các em ạ, cuối cùng trong cuộc sống thầy nghĩ rằng là các em nên mở lòng ra đón nhận những vang vọng của thơ ca, lắng nghe chất thơ trong đời sống và lắng nghe chất thơ trong lòng mình. Không chỉ là mình đọc thơ, không chỉ là mình cảm nhận các tác phẩm thơ, mà chính những vang vọng của đời sống cũng là một bài thơ, và chính trái tim em cũng là một bài thơ nữa. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chúc các em học thật tốt và mong chờ những bài học tiếp theo các em nhé. Mình cùng theo dõi Mốc Thiên Văn để tiếp tục đọc những tài liệu, những chia sẻ hay về văn chương và những clip bài dạy sắp tới của thầy nha các em.